một ngày bình thường như mọi ngày. Hello mọi người, tụi mình là Angie và Mỹ Tho nè. Nói bình thường vậy chứ chưa chắc là bình thường đâu. Hôm nay là chủ nhật ngày 12 rồi đó, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sẽ tới dịp lễ Valentine. Bởi vì tính chất công việc cho nên tụi tôi sang lễ này sớm hơn mọi người rất nhiều. Hôm bữa được ông bò tặng hộp sô cô la trái tim đập với bó bông rồi. Hôm nay ghé lại thấy có nhiều mẫu mới quá trời. Còn có cập nhật thêm bánh kem dạng bento. Loại này các bạn mua ngay ngày 14 tháng 2 thì giá nó sẽ mềm hơn, chỉ 142.000. Lớp kem mềm mịn bên ngoài bao bọc 3 phần cốt bánh, được kết dính với nhau bởi loại mứt khóm quen thuộc. Sô cô la dạng loại trái tim đập 360.000, được tặng bó hoa hồng sáp 5 bông mà tụi mình đã review hôm trước, và mấy viên sô cô la lẻ lẻ đựng trong mấy cái hộp tim lớn tim nhỏ như thế này cũng có nữa. Cả đều có những bó bông kèm theo, mua một tặng một. Sẵn dịp đó thử ngay mấy cái món mới ra của Khiết Minh. Nói chứ tại đang có chương trình khuyến mãi cho nên phải tranh thủ. Ví dụ combo hai bánh bông lan này sẽ đồng giá 36.000, hoặc là combo bánh mì và bánh sandwich có giá tương tự. Bẻ cái bánh mì sú khoai môn này ra, từng cái xớ bánh mì là tôi liên tưởng tới bánh mì hoa cúc đó mọi người. Nhìn nó giống giống ha. Cốt bánh mềm, mùi khoai môn thoang thoảng thôi. Cái sandwich hoàng kim này khi mà bẻ đôi ra sẽ thấy phần nhân bên trong, sự kết hợp với hương vị trà bông và trứng muối tạo nên vị mặn vừa phải cho chiếc bánh này. Combo thứ hai đó là bông lan đường đen hạnh nhân. Phần hạnh nhân này mọi người phải lưu ý, nếu mà để bên ngoài lâu nó sẽ bị mềm. Phần nhân giữa hai cốt bánh này mình cảm nhận được vị ngọt thơm của sữa, mà xét về đường đen thì mình chưa cảm nhận được. Đây là bông lan mè rang gà cay, nghe tên là gà cay chứ không có cay tí nào. Cái lớp bơ để kết dính như trà bông và cốt bánh đó, trời nó béo. Tôi là tôi khoái cái phần sốt đó rồi. Hiện tại Khiết Minh đã có 40 chi nhánh rồi, cho nên các bạn không nhất thiết phải mua ở Tam Kỳ Khởi Nghĩa. Có thể ghé Khiết Minh ở đường ấp Bắc nè, Lý Thường Kiệt nè, bất kể chi nhánh nào cũng được, cho nên đừng có lo nha. Bên cạnh đó mình thấy mấy cái bánh nhỏ nhỏ này dễ thương ghê. À, món mới ở đây bánh kem rau câu. Chà, không biết hương vị sẽ như thế nào ta. Nói cho mấy bà nghe, đi Khiết Minh bao lâu nay mà tôi mới phát hiện được một góc chụp hình siêu ưng luôn. Nè nè nè, tôi cho mọi người coi ảnh gốc nè, không qua chỉnh sửa nha. Đã chưa? Đã chưa? Cầm thêm cái bánh kem nhỏ nhỏ nữa. Cùng nhau chúc mừng một ngày lễ Valentine thật tuyệt vời.